Chào tất cả các em, ở bài học trước ta đã được học chủ đề 8 lập với số lần biết trước. Ở bài học hôm nay, các em sẽ được học chủ đề chính là lập với số lần chưa biết trước. Để bài học hôm nay đạt hiệu quả hơn, thì thầy nhắc nhở các em một số kiến thức cũ của chủ đề 8 là cú pháp của vòng lập với số lần biết trước. Ta có cú pháp của câu lệnh lập với số lần biết trước. For biến đếm hay chấm bằng giá trị đầu, to giá trị cuối, do câu lệnh. Trong đó thì for, to, do là các từ khóa. Còn biến đếm là kiểu số nguyên. Các giá trị đầu, giá trị cuối là các giá trị nguyên. Và giá trị đầu nó phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Câu lệnh ở đây có thể là một câu lệnh đơn hay là một câu lệnh ghép. Ví dụ như là for i 2.1 to write a. For i ở đây là biến đếm. 1 là cái giá trị đầu. 10 là giá trị cuối. Và write a là câu lệnh. Ở đây chúng ta có câu lệnh này là câu lệnh đơn, write a là câu lệnh đơn. Rồi. Có một số bài toán chúng ta chưa biết trước số lần lập, và cũng có một số bài toán chúng ta biết trước số lần lập. Ở đây, bài toán 1. Viết chương trình thể hiện những bước lệnh điều khiển robot thu hoạch củ cải theo yêu cầu sau. Ở trường hợp thứ nhất, ra lệnh cho robot nhổ đủ 100 củ cải thì dừng. Ở đây thì có một cái đoạn chương trình và các em hãy làm để cho chương trình này nó hoàn chỉnh. Ở đây thì yêu cầu của đề bài ra để robot nhổ đủ 100 củ cải thì dừng. Do đó chúng ta sẽ cho biến đếm nó chạy từ 1 đến 100, và chúng ta cần xuất ra hai câu lệnh là tiến một bước và nhổ củ cải thứ y. Và đây là câu lệnh ghép nằm trong cặp begin và end. Rõ ràng chúng ta biết đây là cú pháp của câu lệnh lập với số lần biết trước. Rồi, chúng ta qua yêu cầu thứ hai là ra lệnh cho robot nhổ củ cải cho đến khi hết lúng thì dừng lại. Thì cái điều kiện để cho robot này dừng là khi nào hết lúng thì nhổ, khi nào thì nhổ hết nhổ lúng củ cải thì dừng. Rồi, chúng ta không ở câu lệnh này thì chúng ta không biết robot nhổ được câu lệnh thứ mấy thì nhổ được củ cải thứ mấy thì dừng. Do đó mà chúng ta không thể được xác định được giá trị cuối. Bài toán 2, viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 100. S bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng v.v.v. cộng đến 100. Rõ ràng ở bài toán này ta là sẽ biết trước được tổng, biết trước được số lần lập sẽ là bao nhiêu và sẽ tính được cái giá trị tổng của S. Cũng là nội dung của bài học hôm nay. Chúng ta vào chủ đề chính, lập với số lần chưa biết trước. Đối với chủ đề này có những nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất, thế nào là lệnh lập với số lần biết trước? Cái thứ hai là lệnh lập, câu lệnh lập why do thực hiện như thế nào? Và cái thứ ba là chúng ta sẽ làm bài tập trải nghiệm. Chúng ta vào nội dung thứ nhất của phần khám phá, đó là nhận biết bài toán lập với số lần chưa biết trước. Đối với cái nội dung bài học này thì mấy em mở sách giáo khoa ra trang 18.
Rồi, các em đặt 619, mấy em đọc bài toán. Cái phần này mấy em không ghi vào giỏ mà chúng ta làm trực tiếp trong sách. Rồi, với bài toán robot nhổ củ cải cho đến khi hết luống trong yêu cầu của phần khởi động, trong yêu cầu 2 của phần khởi động, em sử dụng biến hết luống. Biến hết luống nhận giá trị là T thì đã hết luống. Đã hết luống rồi, hoặc là F chưa hết luống, tương ứng với cảm biến của robot nhận biết là đã hết củ cải trên luống hay chưa. Rồi mấy em hãy quan sát các bước liệt kê. Rồi bước 1, khởi tạo. Y bằng 0 là lúc này chúng ta sẽ cho y mang giá trị là 0. Rồi bước 2, ta nhập giá trị biến hết luống là T, là T hoặc là F. T là đã hết luống và F là chưa hết luống. Kiểm tra điều kiện xem coi hết luống nó bằng F. Nếu mà điều kiện mà hết luống bằng F mà chúng ta xét điều kiện ở bước 3.1, nếu đúng, điều kiện đúng thì qua bước 4. Bước 4 thì lúc này điều kiện đúng thì qua bước 4, thì bước 4 y nó sẽ tăng lên 1, y bằng y cộng 1. Rồi sau đó nó sẽ tới bước 5 là nó sẽ thực hiện là tiến một bước và nó nhổ củ cải thứ y. Chẳng hạn như y bằng, ví dụ như y lúc này bằng 1 thì nó nhổ củ cải thứ nhất và quay lại bước 2. Quay lại bước 2 thì tiếp tục nó sẽ nhập cái giá trị biến hết luống là T hoặc là F. Nếu mà chúng ta nhập giá trị là F nữa thì nó sẽ tiếp tục là nó sang bước 3.1, là nó xác điều kiện, nếu là điều kiện đúng thì nó sẽ qua bước 4. Và tương tự như thế, bước 4 thì y nó cũng sẽ tăng lên 1 tiếp tục. Và bước 5 là sang bước 5.1 là nó sẽ tiến một bước, rồi nó nhổ củ cải thứ y và nó quay lại, tiếp tục quay lại bước 2. Thế em dựa vào cái liệt kê ở trên để chúng ta làm bài tập phía dưới. Các em sử dụng sách giáo khoa, bút chì, mấy em điền vào những cái ô vuông dưới này, mình cho là cái nào là đúng thì mình điền vào. Bây giờ mấy em sẽ quan sát và chúng ta làm trong 1 phút. Rồi, đây thì hoạt động nhổ củ cải dừng lại khi nào? Đây là cấu trúc lặp với số lần biết trước hay là không biết trước? Vậy thì đây là cấu trúc lặp với số lần không biết trước. Và hoạt động nhổ củ cải dừng khi hết luống bằng T. Rồi mấy em, mấy em hãy ghi vào cái này. Đối với một bài toán lặp, nếu em không biết trước số lần lặp thì đó là một bài toán lặp với số lần chưa biết trước. Khi đó em cần biết được hoạt động lặp sẽ dừng lại khi nào. Cái này các em ghi vào vở. Dạ, chúng ta sẽ học cái này ha. Thầy nói lại, đối với một bài toán lặp, nếu em không biết trước số lần lặp thì đó là một bài toán lặp với số lần chưa biết trước. Khi đó em cần biết được hoạt động lặp sẽ dừng lại khi nào. Rồi mấy em ghi xong rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Ví dụ 1, chạy quanh sân trường đủ 2 vòng thì nghỉ. Vậy thì chạy bao nhiêu vòng thì sẽ dừng lại và điều kiện dừng là gì? Và đây là một bài toán lặp với số lần biết trước. Thì chạy bao nhiêu vòng thì chúng ta là chạy là 2 vòng, điều kiện dừng là chạy đủ 2 vòng thì dừng. Và đây là dạng bài toán lặp với số lần biết trước. Chúng ta tiếp tục ví dụ 2. Ví dụ 2, chạy quanh sân trường nhiều vòng cho đến khi mệt thì nghỉ. Hoa chạy bao nhiêu vòng
và điều kiện dừng. Chạy bao nhiêu vòng có nghĩa là chúng ta chưa biết chạy bao nhiêu vòng, còn điều kiện dừng ở đây là khi chúng ta mệt thì chúng ta nghỉ. Và rõ ràng đây là một cái bài tập với câu lệnh với số lần lặp chưa biết trước. Đây là một bài toán lặp với số lần chưa biết trước. Chúng ta sang ví dụ 3. Ví dụ 3: gieo 2 hạt xí ngầu cho đến khi được hai mặt có cùng số nút. Ở đây là chúng ta phải gieo bao nhiêu lần thì chúng ta chưa biết là gieo bao nhiêu lần. Và điều kiện dừng, điều kiện dừng ở đây là khi chúng ta gieo được hai mặt có cùng số nút thì nó sẽ dừng. Và đây là một bài toán lập với số lần chưa biết trước. Khi mấy em gieo hai hạt xúc xắc thì nó có thể xảy ra trường hợp mặt 6, mặt 1, hoặc là mặt 6, mặt 5, vân vân, mặt 1, mặt 3, vân vân. Để được hai hạt xúc xắc có số mặt giống nhau thì cái xác suất nó rất là thấp. Do vậy mà chúng ta không biết chúng ta gieo bao nhiêu lần để có được hai mặt có cùng số nút. Vậy là chúng ta đã tiếp xúc được với một số bài tập có số lệnh lập với số lần chưa biết trước. Và vậy thì để biết cách viết và sử dụng vòng lặp này như thế nào thì chúng ta vào cái nội dung thứ hai, đó là cách viết và sử dụng vòng lặp while do. Cách viết và sử dụng vòng lặp while do. Và cú pháp của vòng lặp với số lần chưa biết trước là while, điều kiện, do, câu lệnh. Như vậy thì để giải quyết một bài toán với số vòng lặp chưa biết trước thì chúng ta sử dụng vòng lặp while, do. Trong đó ta có while, do là các từ khóa, còn điều kiện thường là một phép so sánh. Các em chú ý ở đây, phép so sánh thường nó sẽ là một phép so sánh, nó chỉ có một cái kết quả đúng hoặc là một kết quả là sai. Nếu điều kiện đúng thì cái câu lệnh nó được thực hiện và còn điều lệnh còn cái điều kiện sai thì cái câu lệnh nó sẽ được bỏ qua và kết thúc vòng lặp. Rồi, câu lệnh ở đây có thể là một câu lệnh đơn hay một cái câu lệnh ghép. Câu lệnh được thực hiện như sau. Bước 1, chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện. Bước 2, trong khi kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1. Ngược lại, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và thực hiện kết thúc vòng lặp, hay là chúng ta gọi là vòng lặp kết thúc. Chúng ta đã biết được cách viết câu lệnh lập với số lần chưa viết trước. Vậy thì chúng ta sang ví dụ. Ví dụ 1 trong sách giáo khoa trang 20. Các em lật sách ra. Ví dụ 1: chương trình sau kiểm tra, trong khi chưa hết luống thì tiến một bước và nhổ củ cải. Nghĩa là một cái chương trình kiểm tra, khi mà nó nhổ chưa hết luống thì nó sẽ nhổ củ cải, và nó nhổ đến khi nào hết luống thì ngừng. Đây là một cái chương trình có sẵn trong sách giáo khoa. Đầu tiên là grow game, nhổ hết luống củ cải là cái tên chương trình. Và là chúng ta khai báo biến, hết luống là theo kiểu cha, y theo kiểu integer. Rồi chúng ta có begin, bắt đầu là y cho y bằng 0. Write, nghĩa là in cái câu lệnh là hết luống củ cải chưa. True false, đây là nó, cái lệnh write này lên hết cái câu lệnh này ra. Câu lệnh nằm trong cái cặp giống giấy đơn của lệnh write nè, lên hết câu lệnh này ra. Rồi hit like, hết luống. Đây là chúng ta sẽ nhập cái hết luống vào. Hết luống là bằng F hoặc là T đó.
Y điều kiện Y hết lú bằng F đu. Rồi begin thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có y nó tăng lên 1, y bằng y cộng 1 là y lúc này nó sẽ tăng lên 1, y nó bằng đầu tiên là bằng 0 lúc này nó sẽ tăng lên 1. Rồi right tiến một bước, rồi ngay line tiến một bước, sau đó chúng ta thêm một cái lệnh right line là nhổ củ cải thứ y. Y lúc này lên 1 thì là nhổ củ cải thứ nhất, và right hết đúng củ cải chưa, lên nguyên cái câu nằm trong tập giấy đơn này nè, hết lún củ cải chưa, viết like hết lún là chúng ta sẽ nhập tiếp. Nếu mà chúng ta nhập F thì nó chứng tỏ là nó đã hết lún. Nếu nhập bằng F thì nó chưa hết lún, và nếu nó nhập bằng T thì nó hết lún, và kết thúc cái vòng lặp, và cuối cùng là viết like và end. Ở đây hết lún là gì thì các em suy nghĩ, hết lún là bằng F là gì. Ở đây hết lún bằng F là điều kiện và câu lệnh sao đu, thường là câu lệnh đơn hay câu lệnh ghép. Thì ở đây chúng ta câu định sao đu thường là câu lệnh ghép. Chúng ta bắt đầu sang ví dụ 2. Ví dụ 2, mỗi ngày thỏ con đều lì xì cho heo tối thiểu là 1 xu và tối đa là 10 xu. Tối thiểu là 1 xu có nghĩa là ít nhất là 1 xu, có thể là 2 xu hoặc 3 xu v.v. và tối đa là 10 xu, và chúng ta có thể là gọi là nhiều nhất là 10 xu. Rồi chúng ta có cái xác định bài toán. Đầu tiên là chúng ta phải xác định input và output. Xác định input là xác định cái gì? Xác định input là chúng ta xác định cái điều kiện cho trước, và xác định output là chúng ta xác định là cái kết quả cần thu được. Ở trong sách giáo khoa người ta gọi cho SX là cái số xu mỗi ngày thỏ lì xì cho heo, là cái điều kiện cho trước đó. Rồi SX được nhập từ bàn phím, và gọi S là tổng số xu mà thỏ để giành được, và Y là biến điểm cái số ngày. Như vậy thì ở đây cái input sẽ là SX và cái output sẽ là tổng giá trị là S. Chúng ta có một cái sơ đồ khối để mô tả thuật toán. Mấy em sẽ dựa vào cái sơ đồ khối này để trả lời những câu hỏi sau. Câu hỏi A, thuật toán có cấu trúc lập không? Chúng ta có thể trả lời có hoặc là không, tùy theo ha, dựa vào sơ đồ khối này chúng ta trả lời. Câu B, hoạt động chính nào được lập? Mình sẽ xem coi những cái hoạt động chính nào được lập. Câu C, và nó được lập bao nhiêu lần? Mình có biết nó số lần lập chưa? Rồi câu D, và điều kiện dựng ở đây là gì? Và cuối cùng là đây là cái cấu trúc lập với số lần gì? Bây giờ chúng ta giải quyết câu A. Dựa vào cái sơ đồ khối bên đây chúng ta sẽ có giải quyết câu A. Câu A là thuật toán có cấu trúc lập không? Bây giờ chúng ta dựa vào cái hình là chúng ta đã biết rồi. Thuật toán này nó sẽ là có cấu trúc lập. Ha, thuật toán này có cấu trúc lập là do chúng ta sẽ có cái vòng lập nó thực hiện điều kiện xong cái vòng lập có đúng sai, thấy chưa? Rồi chúng ta sang câu B, hoạt động chính nào được lặp lại? Hoạt động chính nào được lặp lại thì hoạt động được lặp lại là nhập và tính tổng S bằng nhập S và tính tổng là S bằng S cộng SX, nghĩa là tổng là bằng tổng cộng SX. Rồi câu C, nó được lặp bao nhiêu lần? Lặp bao nhiêu lần thì ở đây lặp bao nhiêu lần thì chúng ta cũng do cái này là cái hoạt động là chúng ta chưa có biết trước nó lặp bao nhiêu lần, do vậy mà chúng ta là không biết trước. Và điều kiện dừng ở đây là S nó sẽ lớn hơn hoặc
bằng 50 thì nó sẽ dừng. Đây là một cái cấu trúc lập với số lần không biết trước. Nè, đây là một cái cấu trúc lập với số lần không biết trước, hay là chúng ta gọi là chưa biết trước. Rồi chúng ta có một cái chương trình. Cái chương trình này các em có thể nhìn trong sách giáo khoa, chúng ta quan sát trong sách giáo khoa và chúng ta sẽ làm thực hiện theo câu E. Ở đây là một chương trình trong sách có sẵn và chúng ta có thể nhập vào máy tính để chúng ta quan sát cái kết quả. Ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ có Google Game tính tổng. Đây là một cái tên chương trình. Và là chúng ta khai báo biến. Ở đây chúng ta sử dụng biến Y, biến S và biến SX theo thuộc kiểu số integer. Rồi bắt đầu chương trình begin. Đầu tiên là chúng ta sẽ khởi thảo, chúng ta gán cho S nó mang cái giá trị là bằng 0, Y mang giá trị bằng 0. Rồi chúng ta bắt đầu while điều kiện là S nó nhỏ hơn 50 đô. Rồi chúng ta thực hiện cái vòng lặp. Begin là Y nó sẽ tăng lên 1. Right là nhập số xu thứ Y. Nhập số xu thứ Y. Và get line là số xu, nghĩa là chúng ta phải nhập cái số xu vô. Nhập từ bàn phím. Rồi cái tính tổng S bằng S cộng SX, có nghĩa là bằng S cộng cho số xu mà chúng ta vừa nhập vào đó. Chẳng hạn như S chúng ta đầu tiên cho là 0. Các em nhập vào S X bằng 5 thì có nghĩa là S lúc này nó sẽ mang giá trị là 5. Nó trở lại, nó xét tích điều kiện, nó nhỏ hơn 50 thì nó sẽ thực hiện một lập này tiếp. Y nó tăng lên 1 và nó sẽ là nhập thêm một cái SX nữa. Rồi nó sẽ thực hiện tiếp cộng cho tới khi nào mà S nó lớn hơn hoặc bằng 50 thì cái điều kiện này khi đó nó sẽ sai, nó sẽ dừng và nó in ra cái kết quả là đến ngày thứ Y thì thỏ có số xu là lớn hơn bằng 50. Lúc này chúng ta sẽ là dừng lại chương trình và kết thúc thỏ. Chúng ta sang phần tiếp theo là số 3, bài tập trải nghiệm. Đối với bài tập trải nghiệm này thì chúng ta có 3 cái nội dung cần làm rõ. Thứ nhất là em đã hiểu rõ về câu lệnh quay đu chưa. Thứ hai là trò chơi ném vòng. Và thứ ba là chúng ta sẽ có là giúp An sửa lỗi chương trình. Bây giờ chúng ta vào cái nội dung thứ nhất của bài tập. Đoạn chương trình thứ nhất. Đoạn chương trình thứ nhất như sau. Ở bên đây là ta ghi là đoạn chương trình, bên đây là cái mô phỏng. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ giải thích cái đoạn chương trình trước. Đầu tiên là ta sẽ gán cho N bằng 0, S bằng 20, Y S nhỏ hơn 20, đu. Thì đây là nó sẽ so sánh điều kiện, nếu mà S nhỏ hơn 20 thì nó thực hiện cái lệnh ghép này. Và nó làm cho thế nào cho đến khi mà điều kiện này nó sai thì nó mới bỏ qua vòng lặp này. Bây giờ chúng ta bắt đầu mô phỏng thực toán. Đầu tiên nó khởi tạo S, N nó cho bằng 0 và S nó bằng 20. Điều kiện đây là S nó nhỏ hơn 20. S nhỏ hơn 20, N nó tăng 3 và S nó bằng S cộng N. Vậy thì ở đây đầu tiên là S bằng 20, 20 so với 20 mà 20 nó nhỏ hơn 20 thì điều kiện này chứng tỏ là nó sai và nó kết thúc vòng lặp và nó sẽ bỏ qua, nó không thực hiện cái vòng lặp này. Cái ở đây cái số vòng lặp của nó là 0, ý nghĩa là điều kiện thực hiện lặp không thỏa mãn, là không thực hiện được câu lệnh. Thì nó lại ha, do cái điều kiện đầu tiên vô là cái điều kiện đó, 20 nó nhỏ hơn 20 thì nó sai rồi và nó sẽ kết thúc vòng lặp ngay, nó không có thực hiện cái câu lệnh nào hết, nó không có thực hiện cái câu lệnh lặp nào được hết cả, do vậy mà nó kết thúc vòng lặp luôn. Rồi chúng ta sang cái nhân dân đến khi S nó lớn hơn 10 thì dừng. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn chương trình thứ hai. Bây giờ chúng ta sang cái đoạn chương trình tiếp theo. Đoạn chương trình tiếp theo là đoạn chương trình thứ ba. Đó, chúng ta sẽ dựa vào những cái đoạn chương trình thứ nhất và đoạn chương trình thứ hai, làm tương tự như thế, chúng ta điền vào những cái chỗ trống này.
Đó, đầu tiên thì nó cũng là M bằng 1, B bằng 1, Y, điều kiện B mà nó nhỏ hơn bằng 20 thì do begin. Đó, chúng ta cũng có câu lệnh ghép cũng giống như cái đoạn chương trình thứ hai. Ở đây thì do cái phép tính nó là B bằng B nhân M chứ nó không phải là phép cộng nữa. Giờ chúng ta khởi tạo. Đầu tiên, M nó sẽ bằng là 1 và B bằng 1. Rồi có M bằng 1 và B bằng 1 rồi, bây giờ nó sẽ bắt đầu so sánh điều kiện. Ở đây điều kiện là B nhỏ hơn 20. Thì B lúc này là 1. 1 thì nó nhỏ hơn 20. Điều kiện này là đúng. Điều kiện đúng thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh ở đây. M bằng M cộng 1. M lúc đầu là 1. 1 cộng 1 thì bằng 2. Lúc này M nó sẽ được là 2. B thì bằng B nhân cho M. B lúc đầu là cho là 1. 1 nhân cho M lúc mới này là 2 thì 1 nhân cho 2 bằng này, B bằng 2. Vậy thì thực hiện vòng lặp thứ nhất thì M bằng 2 và B bằng 2. Tiếp tục. B bằng 2 này nó đem so sánh với cái điều kiện. B bằng 2 nhỏ hơn 20. Điều kiện này đúng. Điều kiện này đúng thì lúc này nó sẽ thực hiện cái câu lệnh lặp bên đây là M nó sẽ tiếp tục tăng lên. M bằng M cộng 1. M ở vòng lặp thứ nhất là nó là 2. 2 nó tăng lên 1 nó sẽ là bằng 3. B ở vòng lặp thứ nhất nó thực hiện được là B bằng 2 thì 2 nhân 3 bằng 6. Vậy thì sao? Vòng lặp thứ hai thì M bằng 3 và B bằng 6. Rồi tiếp tục. 6 này nó sẽ đem tiếp tục so sánh với cái điều kiện. B bằng 6 so với 20. 6 thì nó vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 20 thì nó, điều kiện này nó vẫn đúng. Điều kiện đúng thì lúc này nó sẽ thực hiện cái câu lệnh ghép bên đây. Câu lệnh lặp. M tiếp tục tăng lên nữa và B nó sẽ là bằng M tăng lên 1 là bằng 24 và B nó sẽ bằng là M tăng lên 1 là 4 và B sẽ là 4 nhân 6 là 24. Rồi, B lúc này bằng 24 thì chúng ta trở lại điều kiện ta so sánh tiếp. 24 so với 20 mà điều kiện là 24 nhỏ hơn bằng 20 thì điều kiện này chứng tỏ là nó là sai. Nó sai thì cái câu lệnh lặp bên đây nó không thể thực hiện được nữa và nó kết thúc vòng lặp. Vậy thì số vòng lặp ở đây là 3 vòng lặp. Cái ý nghĩa của tính tích là 1 nhân 2 nhân 3 nhân cho nhân dân nhân cho đến khi B lớn hơn 20 thì dừng. Rồi chúng ta có cái đoạn chương trình thứ tư. Đoạn chương trình thứ tư, đây là một cái đoạn chương trình cũng rất là hiếm gặp, là cái trường hợp này khi mà có một số lỗi là do người lập trình chúng ta lập trình ra, nhưng mà cú pháp thì theo nó bình thường thì cú pháp nó không sai. Chẳng hạn như chúng ta có đầu tiên ta cho A bằng 5, Y A nhỏ hơn 6, do write line, in ra cái giá trị A, in ra A sau đó là in cái giá trị của A. A nó sẽ tăng lên A cộng 1. Rồi bây giờ đầu tiên A bằng 5. A bằng 5 mà chúng ta bên đây là khởi tạo A bằng 5. A bằng 5 thì nhỏ hơn 6. Write line in ra A bằng 5. In ra cái A dấu bằng này là số sau được gọi là 5. Rồi. Đó, A bằng 5. Thứ hai. Vòng lặp thứ hai thì A cũng vẫn bằng 5. Và tương tự như thế vòng lặp thứ ba nó cũng bằng 5. Dần 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 giờ nó chạy hoài. Nó chạy hoài hoài. Đây là lỗi gặp. Lỗi lặp với số lần lặp là vô hạn lần, nó lặp hoài tại vì điều kiện nó vẫn đúng hoài, do vậy mà nó lặp hoài ha. Ở đây số vòng lặp là vô cùng, ý nghĩa của vòng lặp là lặp vô hạn lần việc in ra màn hình số 5. Và việc lặp vô hạn có thể là xảy ra do lỗi của người lập trình. Rồi đây là một cái lỗi chúng ta cần phải tránh khi chúng ta viết chương trình, chứ các em mà không chú ý thì chúng ta dấp vào cái vấn đề này thì chúng ta viết cái chương trình nó chạy hoài nó sẽ rất là khó ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Chúng ta sang cái mục bài tập thứ hai là phần trò chơi ném vòng. Ở cái phần trò chơi ném vòng này đó là có 4 đội tham gia trò chơi ném vòng.
với luật chơi như sau. Người chơi đứng cách hai cái chai, người chơi đứng cách một cái chai 2 mét và ném lần lượt từng vòng tới cổ chai. Kết thúc lượt thi, đội nào ném được rất nhiều vòng trúng đích. Em hãy biết chương trình tính điểm nha. Biết mỗi vòng trúng đích được 2 điểm. Yêu cầu là em hãy trả lời các câu hỏi bên dưới. A. Xác định bài toán. Xác định bài toán thì các em có thể nhìn vào trong phần sách giáo khoa. Cái này chúng ta không cần đi dài tập. Các em có thể nhìn vào sách chúng ta làm và chúng ta ghi bằng viết chì vào cái khoảng trống. Câu A, xác định bài toán. Gọi y là biến điểm số vòng trúng đích điểm và là tổng điểm đạt được hết vòng là biến nhận được giá trị T hoặc là F tương ứng với đã hết vòng hay chưa. T thì đã hết vòng và F là chưa hết vòng. Input là hết vòng và output là điểm. Thuật toán. Phần B là thuật toán. Bên dưới là sơ đồ khối để thể hiện chương trình tính điểm dựa vào số vòng mỗi đội ném trúng đích bằng cấu trúc lập với số lần chưa biết trước. Em hãy ghép các khối sau vào đúng vị trí trong sơ đồ khối nhé. Ở đây chúng ta có cái sơ đồ khối và bên đây là có cái phần điền để A, B, C, D phía bên trái vào cái sơ đồ khối cho đúng cái vị trí của nó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Đầu tiên là chúng ta có bắt đầu rồi sau đó chúng ta sẽ là điền khởi tạo. Khởi tạo thì chúng ta có là dán y bằng 0 và điểm bằng 0. Tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là chúng ta nếu mà hết vòng thì sẽ là chúng ta ghi vào hết vòng là nhập vào đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu mà chúng ta nhập vào điều kiện hết vòng hay chưa thì nó kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện hết vòng bằng F thì nó điều kiện đó là chưa hết vòng, thì điều kiện này nó nếu là đúng thì nó sẽ là y nó sẽ tăng lên 1. Y tăng lên 1 và biến điểm nó sẽ là bằng biến điểm sẽ là điểm cộng với 2. Rồi điểm cộng với 2. Rồi sau đó sẽ thực hiện trở lại vòng lặp tiếp theo. Rồi. Và cuối cùng nó sẽ là điểm và kết thúc. Tiếp tục làm sang cái câu C. Dựa vào sơ đồ khối, em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành chương trình sau. Dựa vào sơ đồ khối bên đây, chúng ta sẽ bên trái đó trong sách giáo khoa đó, các em nhìn sách. Để hoàn thành chương trình sau. Rồi bây giờ chúng ta có chương trình gồm game ném vòng và khai báo biến y và điểm là integer, hết vòng là kiểu tra. Begin. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là khởi tạo. Y bằng 0 và điểm bằng 0. Rồi. Write hết vòng T hoặc là F. Vậy thì chúng ta sẽ điền cái lệnh vào chỗ trống này sẽ là readline hết vòng để chúng ta nhập nó từ bàn phím. Và while điều kiện hết vòng bằng for bằng F thì do begin, hết vòng bằng F do begin. Y nó sẽ là bằng y cộng 1. Rồi chúng ta sẽ là guideline y ra. Rồi y nó ví dụ như y nó bằng 1 thì là 1 vòng. Và điểm chúng ta sẽ được là 2 điểm. Là bằng điểm cộng cho 2. Rồi tiếp tục. Nó in ra màn hình cái hết vòng
Rồi sau đó chúng ta git line hết vòng, chúng ta nhập tiếp, nhập từ bàn phím. Rồi sau đó chúng ta cứ kiểm tra lại điều kiện, nếu mà nó hết vòng thì nó kết thúc và nó sẽ kết thúc cái vòng lặp này luôn, và chúng ta sẽ tới đến tổng điểm là điểm. Rồi chúng ta điền xong, chúng ta sang cái phần D. Tiết học của chúng ta, buổi học của chúng ta hôm là coi như chúng ta học xong ha. Và ở đây chúng ta có một số nội dung cần ghi nhớ. Về nhà chúng ta sẽ, các em sẽ xem lại những cái gì mà chúng ta đã học hồi đầu giờ tới giờ. Rồi ghi nhớ là why do là câu lệnh lập với số lần chưa biết trước trong Pascal. Cú pháp của câu lệnh điều kiện why là điều kiện là why, điều kiện do, câu lệnh. Đây là cái cú pháp của câu lệnh lập với số lần chưa biết trước. Rồi để tránh một cái lỗi là lập vô hạn lần thì mấy em phải là cố gắng, chúng ta phải đưa cái điều kiện để cho nó ràng buộc, cho nó chạy tới một lúc nào đó thì nó dừng. Chứ lỗi chạy vô hạn lần thì nó rất là thường gặp ha. Rồi cái chương buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em học tốt.